Chị mướn cái gì á chị mướn? Tuấn đặt cái gì đó. Cô gái trên chuyến tàu á em, bữa mà có ra phim á mà chị ghiền quá nên mua về đặt lại. Chị bữa cũng ghiền mấy bộ tâm lý ám ảnh gì nữa. Chị có phim Halloween mới ra chị mà cũng coi. Ủa em cũng biết phim đó đó hả? Chị coi phim hết 2 phần của mình đó. À cái phim mà toàn mấy cặp máu me không hả? Đúng rồi đó chị, em thấy mấy phim đó ghê hết mồ. Ui mấy cái đó dàn dựng hết rồi có gì đâu mà sợ. Ủa, bộ chị không tin là trên đời này có ông kẹ hả? Trời ơi, tối rồi nữa là còn nói mấy chuyện này nọ ghê quá hả? Ui, cái này là cái gì chị Bớt? Bà mái sói đó em. Ủa, chị Bớt mái heo là cái gì không? Chị thích chơi không? Ủa, ma sói hả chị? Em tưởng chị chỉ thích coi phim thôi chứ. Em làm quản trò chơi ma sói thì biết hay đó nha. Gì chứ, bà cũng biết chơi nữa hả? Tôi tưởng bà chỉ biết ăn thôi chứ. Cái gì? Không dám đâu nha, chơi thử đi rồi biết. Thì để xem. Ê, nhưng mà chơi sao vậy? Thì lại trò này có sói nè, có dân làng, có phù thủy nè. Rồi mỗi đêm sói sẽ giết dân làng, rồi dân làng phải tìm cách cho em mình thắng vậy đó. Nghe hay đó nha. Chơi luôn. Thôi ghê quá hả, cái trò gì nhắm mắt mà còn trò giết chóc này nọ nữa. Mà lỡ chơi quá giờ làm là bị phạt đó. Tháng trước tôi bị phạt đủ tiền rồi đó nha. Chị Quế chơi không chị Quế? Không. Hay là chị sợ không dám chơi? Đúng rồi, vậy mà nãy giờ ai còn nói không tin con kẹ mà. Được thôi, chơi thì chơi. Nhưng mà chơi có nhanh không vậy? Tại chị đang bị đau bụng từ sáng đến giờ. Mình ít người mà, chơi lẹ lắm chị. Thôi cũng được. Có sức chơi rồi kìa chị, không đâu bị phạt tiền. Sao mọi người coi kỹ bài chưa? Mọi người ơi, ngủ đi. Ê khoan, mấy giờ rồi? Trời ơi, giật mình nữa má. Mới 6 giờ rồi sớm mà. Tại chiều chị về trễ cho nên chị sợ má la. Ôi. Rồi sao? Giờ chơi hay về với má? Sao đi, chơi này. Nào mọi người nhắm mắt lại đi, em bắt đầu đây. Sói ơi, dậy đi. Đêm nay sói muốn giết ai? Sói ơi, ngủ đi. Phù thủy ơi, dậy đi. Đêm nay có người chết, phù thủy có muốn cứu không? Vậy phù thủy có muốn giết ai không? Phù thủy ơi, lẹ đi. Trời ơi, phù thủy gì mà lâu. Mà giết cho đúng người nha, đừng có giết bậy nha. Sáng suốt lên nha. Trời ơi, biết đoán lên. Rồi, phù thủy ơi, ngủ đi. Ai đút em ăn giới? Ủa chị vẫn tự ăn đi á chứ được đâu. Chị đút cho nè. Trời ăn uống ồn ào. Không thấy gì hết trơn, tự ăn đi. Ủa rồi sao nữa? Kêu tiếp với Trúc Linh. Sao mà lâu quá vậy? Trúc Linh kêu lẹ đi, coi chừng quá giờ nghỉ bây giờ đó. Ngồi lâu quá ngủ Trúc Linh ơi. Lâu ngủ là sao ta? Mày sao chưa thấy kêu ai hết hả? Ủa mọi người có nghe thấy tiếng nước chảy không? Ủa Trúc Linh ơi, Trúc Linh. Ủa Trúc Linh đâu rồi? Trúc Linh ơi. Ê không trả lời là tôi mở mắt đẻ nha. Ủa mọi người Trúc Linh đâu rồi? Chị Trúc Linh đi đâu mất tiêu rồi? Hay là Trúc Linh ở trong đó nên không có nghe mình gọi vậy? Không thôi chị, nếu về Trúc Linh thì tôi bật đèn chứ. Hay là vô ba thử đi. Dạ đúng rồi chị. Vô là ai đi? Quá, hai bà đi đi. Mẫn, em ngồi ngoài cùng đó, em ra em coi sao. Sao tự nhiên chị kêu em đi, nãy chị cứng lắm mà. Tại em đang ngồi ngoài cùng nên chị mới kêu em đi thôi. Có mọi người ở đây mà em ra em coi sao đi. Chị đi đi, ở đây người lấy. Sao chị đi? Giờ sao hả mọi người? Hay mình cứ tắt nước đi rồi tính tiếp luôn đó chị. Tắt nước đi chị. Ai nói chung với em không? Có gì đâu mà. Sao tự nhiên nó tắt vậy? Trời ơi, mình đi ra xem thử đó mấy chị. Đi chung với em, đi lớn, em đi không đi một mình đâu. Ủa chị quá sao rồi? Bụng chị đau quá, chắc mọi người đi trước đi. Đi xong chị đi ngay nha. Trời ơi, giờ này cũng có tâm trạng để ỉa nữa hả? Mọi chuyện đều bớt quan trọng khi bạn mắc ỉa. với chị, cái này đồng hồ của Vin mà. Ừ.